chào cô chính chị và các bạn nhé. Lời nói đầu tiên cho em kính chúc cô chính chị và các bạn trong và ngoài nước có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui nè, và nhiều sức khỏe, ăn là hạnh phúc, gia đình và người thân của mình nha. Và buổi chiều hôm nay em kính mời cô chính chị và các bạn trong và ngoài nước cùng theo chân em để đi tham quan và khám phá một khu nghỉ dưỡng nằm tại trung tâm thị trấn Dương Đông, cách thị trấn khoảng chừng 1.5 cây số, nằm ở trên núi của chú. Hiện tại thì em đã có mặt trên đường 30 tháng 4 ngay ngã năm Ngày Xanh Đèn Đỏ nè, thì em sẽ dẫn cô chính chị và các bạn mình về tay phải nha. Đây mình sẽ về tay phải, chạy thẳng là mình về Điện Máy Xanh đó, ngã ba Điện Máy Xanh đó con chú. Buổi chiều này thì tầm khoảng 4 giờ. Đường này là mình đi thẳng, mình quẹo tay trái, một vòng xoay quẹo tay trái là mình xuống đường Trần Hưng Đạo. Đường Trần Hưng Đạo là một trong những con đường sầm uất với rất là nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn từ 3 đến 5 sao và những nhà hàng nằm dọc theo mé biển và có view biển, view đồi núi thì rất là nhiều luôn cô chú. Hôm nay thì em sẽ tới một khu nghỉ dưỡng có view cực đẹp ở trên núi mà giá thì rất là rẻ, gửi đến cho cô chú chị và các bạn cùng xem và theo dõi video của em vào buổi chiều này nha. Cô chú chị và các bạn có liên hệ đặt phòng, đặt tour hãy liên hệ với em qua số điện thoại Zalo 0944633911 hoặc 0987777433 nha, để em đặt phòng, đặt tour cho cô chú chị và các bạn mình có giá cả hợp lý và được chịu ưu đãi hơn. Và buổi chiều thì quang cảnh thì rất là đẹp luôn cô chú. Ở gần đây thì có Xuân Việt Resort nè, Xuân Cozy. Đó, Xuân Việt Resort em mới bắt cho gia đình của cô chú ở Hà Nội. Rồi, theo chân em để mình đi tham quan một khu nghỉ dưỡng ở trên núi nha. Chiều thì ở đây thì có rất là nhiều khách, cô chú khách Tây, khách nước ngoài nữa đó. Em quẹo lên con hẻm trên đây. Ở đây thì có một quán coffee, một quán cà phê green. Trung tâm thị trấn khoảng 1 km thôi cô chú, nằm trên đồi núi trên này nè. Đường này thì xe từ 5 đến 45 chỗ chạy thì rất là dễ luôn nha. Đặc biệt ở trên đây là có một view ngắm cảnh cực kỳ đẹp. Đẹp lắm luôn cô chú. Xung quanh thì trồng rất là nhiều cây xanh, hoa kiển ở hai bên. Đường lộ thì rất là sạch luôn, rộng, dễ đi. Trên đồi núi này cho cô chú chị và các bạn cùng xem nha.
đây là khu nghỉ dưỡng Sơn Trà của chú Sơn Trà Hill. Rồi, hiện tại thì em đã có mặt tại một khu nghỉ dưỡng Sơn Trà Hill Eastshore Estate. Đây là một khu nghỉ dưỡng ở trên đồi á của chú. Hill là đồi á. Em kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân em để đi tham quan một khu nghỉ dưỡng cực kỳ đẹp nha. Có coffee ở sân thượng ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Phú Quốc vào buổi chiều, ngắm cảnh hoàng hôn nè, ngắm cảnh bình minh vào buổi sáng cực kỳ đẹp luôn. Đây là có khu này kia rất là đẹp luôn cô chú. Đây có bãi đậu xe ha. Bãi đậu xe thì ở đậu trên đây. Cà phê thì khách du lịch mình muốn nhâm nhi những ly cà phê ngắm cảnh thì hãy đến với Sơn Trà Hill này để mình trải nghiệm một lần nha. Đây là khu vực ngoài mặt trước, xe du lịch thì chạy lên xuống thì rất là dễ dàng thoải mái luôn cô chú. Taxi lên đây thì nhiều lắm. Ở khu vực ngoài thì trồng khá là nhiều cây xanh luôn. Chính chị và bạn mình thấy khung cảnh rất là đẹp nha. Có nhà hàng, quán ăn, quán cà phê ở view tuốt trên cao luôn. Ở trên đây thì những bạn trẻ này kia thì lên đây thì khá là nhiều. Tại vì trên đây ở trên cao thêm một tí nữa thì có một quán cà phê cao nhất ở Phú Quốc này, đó là quán cà phê Chuồn Chuồn á cô chú. Đây. Đây là khu vực bãi đậu xe. Khu vực nè, cô chú anh chị và bạn mình thấy công viên trồng rất là nhiều cây xanh luôn, rất là thích hợp cho những cô chú anh chị mà thích không gian xanh sạch đẹp mát mẻ mà yên tĩnh thì hãy đến với Sơn Trà này nè, Sơn Trà Hill. Quá là đẹp luôn cô chú. Tí nữa thì em sẽ lên tầng sân thượng quay cho cô chú chị các bạn mình không gian quán cà phê nha. Còn phía đây là khu vực lễ tân reception. Đó, khu vực ở phía ngoài có chừng một chiếc mô tô phân khối lớn cô chú. Sea view. Đó, khu vực lễ tân cô chú anh chị và các bạn mình thấy bố trí không gian rất là rộng và thoáng nha. Ở đây thì có ghế sofa để cho khách mình đến đây để check in nhận phòng nữa cô chú. Kế bên có một và chậu hoa cực kỳ đẹp luôn. Cái này mình coi phòng ở khu vực phía dưới này hay là ở trên chị? Cô chú. Chị dẫn cho em đi coi hai phòng đó. Ở đây không gian thì rất là rộng và thoáng cô chú, có view ngắm cực kỳ đẹp nha. Phòng này là phòng đơn, có giá đắt nhất là của mình xin 700 đó thôi chứ. Em kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân em để đi vào một bên trong một căn phòng của một khu nghỉ dưỡng, một khách sạn có view cực kỳ đẹp luôn. Đặc biệt nè cô chú anh chị và các bạn, khi bước vào đầu tiên là mình thấy là toàn là gỗ tường được sơn màu rất là đẹp và sáng nha. Căn phòng này hiện tại là dành cho hai người lớn và một trẻ nhỏ dưới 6-7 tuổi, đầy đủ tất cả các tiện nghi hết, bàn làm việc, bàn trang điểm, tủ đồ. Tủ quần áo. Đối diện
Ở đây là một chiếc tivi màn hình siêu phẳng, tủ lạnh. Ở đây thì mình có cái băng tông này cô chú, mình có cái màn mình dán ra, mình ngắm nhìn khu vườn ở phía ngoài ha. Một miếng kính nè, có cái cửa sổ nữa. Đây, mình mở cửa này ra nè. Ở khu vực phía này thì có khu vực nhà vệ sinh cặp luôn, nhìn rất là đẹp nha. Đúng là một khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp luôn cô chú, mới toanh luôn. Khu nghỉ dưỡng này thì có thì cũng khá là lâu rồi mà, nhưng chủ thì rất là kỹ và sạch đẹp. Ở đây thì mình có miếng rèm nữa nè, mình kéo lên đây thì trồng rất là nhiều kiển, hoa kiển đó, đẹp ghê luôn á. Đây nè, ở đây có một cái cửa cô chú, mình mở ra, mình mở ra, mình ra phía ngoài ha. Đầy đủ tất cả các tiện nghi và thiết bị hết. Giá phòng thì hiện tại là 700.000, đã bao gồm ăn sáng dành cho hai người lớn và một trẻ nhỏ dưới 7 tuổi cô chú. Đẹp quá đẹp luôn. Vào bên trong phòng thì mình cắm hút thuốc nha. Rồi em sẽ đi ra khu vực phía ngoài và quay tiếp tục cho cô chính chị và các bạn mình xem căn phòng dành cho gia đình và view ở khu vực khu nghỉ dưỡng này như thế nào nha. Rồi em sẽ đi ra khu phía ngoài nha và tiếp tục gửi đến cho cô chính chị và các bạn những căn phòng và những khung cảnh khác tại Sơn Trà View ở Phú Quốc này. Cái này mình ấy hay gì chứ, mình có gút cây ai gút gút thẻ mà nó sao còn cháy đèn. Cái căn phòng dành cho bốn người của mình là nằm ở trên cao quá gì chứ. Mình lội trên này hay gì chứ. Rồi em kính mời cô chú chị và các bạn mình cùng theo chân em để đi lên lầu để tham quan một căn phòng dành cho gia đình bốn người nha. Trên này hay là này? Dạ. Phòng 101 nha cô chú. Ở đây mình có tất cả là mấy phòng dành cho gia đình chứ. Dạ. Dạ. Đây. Đây là phòng dành cho bốn người lớn cô chú, một căn phòng cực kỳ rộng luôn nha. Rất là đẹp luôn. Ở đây thì mình có bồn tắm luôn dành cho bốn người lớn và hai trẻ nhỏ, tivi, bàn làm việc, tủ quần áo. Ở đây thì mình có, ngoài ra mình có phòng tắm luôn nè cô chú. Phòng này thì có giá hiện tại là 1.600.000 một đêm dành cho bốn người, đã bao gồm ăn sáng luôn nha cô chú. Nhìn rất là đẹp nha. Ở đây thì có những mảng kính, những tấm rèm để mình kéo lên mình ngắm cảnh đó cô chú. Khung cảnh rất là đẹp luôn. Ở đây thì có những nè, mình dẹt những miếng màn này ra nè là mình ngắm cảnh đó. Để em mở ra nha. Đó. View cực đẹp nha.
đó, khách nè, khách là chơi đàn, đánh đàn, uống cà phê nãy kia thì chơi xong thì qua ngắm cảnh rồi dẫn bạn rồi lên đây. Khách đổi xe đi chơi nhâm nhi, đi chơi ở Sơn Trà này vào buổi chiều này rất là đông nha cô chú. Đó. Đầy đủ tất cả các tiện nghi và thiết bị hết, mà giá phòng thì cực kỳ rẻ, có view rất là đẹp luôn nha cô chú, gần trung tâm nữa. Rồi em sẽ tiếp tục quay cho cô chú chị các bạn mình cùng xem những view khác tại khu vực Sơn Trà Hill này nha. Em đi dài dài anh trên quay không chứ? Em có là nhiều chứ? Dạ. Còn đây là có một căn phòng dành cho hai người lớn, có view ngắm cảnh biển của chú, phòng đơn. Một căn phòng rất là rộng, đẹp luôn của chú. Ở đây có bố trí những bàn ghế để cho du khách mình ra đây buổi chiều hoặc sáng mình ngắm cảnh, để em dẹp cái miếng màn này ra ha. Wow, cái này em không biết mở sao. Mà thì ra mở là vậy thôi chú. Đó, có view ngắm cảnh biển, ngắm mình thấy ở cầu cảng luôn cô chú. Xa mình thấy cầu cảng luôn này nha, cầu cảng Vinh Cậu rồi luôn, rất là đẹp luôn. Đó. Căn phòng này dành cho hai người lớn và một trẻ nhỏ, đã bao gồm ăn sáng, ngắm nhìn view biển. Phòng này thì có giá hiện tại là 1.400.000 một đêm. Rất là xịn sò luôn. Đặc biệt ở bên trong khu vực vệ sinh thì còn có bồn tắm nữa nè cô chú. Nè, thấy chưa? Ở đó, ở bồn tắm thì mình có miếng màn mình kéo lên mình ngắm cảnh ở khu vực view biển nha. Ở đây là căn phòng view biển thì có giá là 1.400.000 dành cho hai người lớn. Đây là một nơi nghỉ dưỡng cực kỳ đẹp và sang trọng, đặc biệt là có khung cảnh rất là mát mẻ, dễ chịu, yên tĩnh, rất là đáng để cho du khách mình đến đây để nghỉ dưỡng và trải nghiệm á cô chú. Quá là đẹp luôn nha. Rồi em sẽ quay ở khu vực những quán cà phê cảnh này kia cho cô chú chị các bạn mình xem nha. Ở trên là cà phê với nhà hàng hay gì chứ? Đi lên trên. Mấy tụi to đấy là đội có người thấy đúng không? Chịu giá. Mấy tụi to là cái đó.
Đây em ra khu phía ngoài, em đi lên quay một khu vực cà phê và nhà hàng, quay cho cô chính chị và các bạn cùng xem nha. Đó. Đây nè cô chú, mới nãy căn phòng khu vực này nè, à là có giá 700 dành cho hai người lớn. Giờ em sẽ đi lên cầu thang và quay cho cô chính chia các bạn mình cùng xem quầy bar và cà phê nhà hàng ở khu vực Sơn Trà Resort ở Phú Quốc cùng với em vào buổi chiều này nha. Ở khu vực này thì được chủ trồng những chậu hoa lan rất là đẹp luôn cô chú. Được treo rất là nhiều chậu hoa lan, được chăm sóc rất là tỉ mỉ luôn nha. Những chậu được chăm sóc kỹ, nở hoa, lá rất là đẹp luôn. Còn đi thẳng ra khu vực phía trước thì cô chú anh chị và các bạn mình có thể nhìn thấy những chậu hoa lan to hơn nè, rất là đẹp luôn. Ở khu vực trước thì có cho khách mình ra đây ngắm cảnh, đồ uống cà phê, nhâm nhi những ly cocktail, nhâm nhi những ly rượu ở đây thì rất là tuyệt luôn cô chú. Em thấy thì khách Tây, khách nước ngoài ở đây thì cũng rất là nhiều nha. Ở phía dưới là hồ bơi ở khu vực ngoài trời ở tầng dưới, nước trong xanh luôn. Buổi chiều thì khách du lịch ở đây lên đây tắm rất là đông ở khu vực phía hồ bơi này. Sơn Trà Hill Resort Phú Quốc thì được sở hữu một vị trí rất là đắc địa, nằm ngay gần trung tâm luôn cô chú. Được rất là nhiều khách du lịch ưa chuộng thích đến đây để nghỉ dưỡng nè, ngắm cảnh. Đặc biệt là có view sân thượng rất là đẹp luôn. Ở đây là khu vực quầy bar nha. Khu vực quầy bar ở khu vực tầng 2 ở phía trên. Ở tầng sân thượng cũng có một quầy bar ở tầng sân thượng đó cô chú. Ở đây bố trí bàn ghế làm như một khu vực khán đài ở khu vực như bên trong phòng trà vậy, nhìn rất là đẹp, thiết kế rất là bắt mắt luôn. Được sắp xếp bàn ghế này kia, có view tầm nhìn hướng đồi núi, view hồ bơi. Và em sẽ tiếp tục quay cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem nha. Ở những kệ để trưng bày những chai rượu này kia. Đi lên một tầng cao nữa là tầng sân thượng đó cô chú. Em sẽ đi lên những nấc thang này và đi lên quầy bar ở phía tầng sân thượng tầng cao nhất của khu nghỉ dưỡng Sơn Trà Hill Resort này cùng với em nha. Cầu thang được thiết kế bằng sắt đen đó cô chú, sơn màu cũng khá là nổi nha. Ở khu vực này thì mình có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Phú Quốc luôn. Còn đi lên phía trên này là khu vực bar, quầy bar ở view cao nhất của khu nghỉ dưỡng nè. Mình lên đây mình uống nước ngắm cảnh rất là đẹp luôn cô chú, có view cực kỳ là đẹp ở khu vực phía đây nè. Bàn ghế được set up nha, nhân viên thấy khách thì đi đến và chào hỏi rất là nhiệt tình nha cô chú. Không gian rất là rộng ở đây thì thích hợp cho cô chú lớn tuổi đến đây để nghỉ dưỡng mà trải nghiệm những cảm giác khi đi du lịch ở Phú Quốc này thì phải nói cực kỳ đẹp luôn nha. Em sẽ đi qua khu vực phía bên kia nha và quay cảnh biển cho cô chú chị các bạn mình cùng xem một tí. Ở đây là khu vực quán cà phê của chú quầy bar luôn. Buổi chiều ngắm cảnh hoàng hôn, cảnh biển rất là đẹp nha. Được bố trí bàn ghế ở đây nè, rất là thích.
có view cực kỳ đẹp luôn, thấy không cô chú? Có view cao, quá là cao luôn. Đó, trên này gió thổi rất là mát nha. Đẹp lắm luôn. Một nơi nghỉ dưỡng mà có quầy bar, quán cà phê, nhà hàng ở sân thượng như thế này thì cực hiếm lắm cô chú. Ở Phú Quốc này thì có nhưng mà ít thôi, chứ không có số nhiều đâu. Khu nghỉ dưỡng mà có view đẹp như thế này thì rất là ít. Có view sân thượng cao như thế này thì ít lắm. Nè, hồ bơi ở khu phía dưới nè. Đó, xe du lịch lên rất là đông luôn nè. Rồi em sẽ tiếp tục đi xuống khu vực phía hồ bơi, quay cho cô chính chị và các bạn mình cùng xem nữa nha. Phía hồ bơi và quay cho cô chính chị và các bạn mình cùng xem nữa nha. Ở trên sân thượng này thì có quán cà phê, nhà hàng luôn cô chú. Có view ngắm nhìn cảnh biển, toàn cảnh của thành phố Phú Quốc rất là đẹp, có những khung cảnh, những mô hình để cho du khách mình đến đây để check in chụp hình đó, rất là đẹp nha. Đó. Giờ em sẽ đi xuống khu vực tầng dưới và quay khu vực phía hồ bơi ở Sơn Trà Hill Resort Phú Quốc cho cô chú chị và các bạn mình cùng xem nha. Ở tầng trên như vậy em cũng đã quay xong rồi. Đi bây giờ em sẽ xuống tầng phía dưới. Tầng phía dưới là hồ bơi, buổi chiều khách du lịch ra đây để tắm cô chú, ngắm cảnh rồi cực kỳ đẹp. Nhìn thấy những chậu hoa lan được treo lủng lẳng, cô chú anh chị và các bạn mình nhìn thấy rất là bắt mắt luôn nha. Ở Sơn Trà Hill thì có tất cả là 3 tầng cô chú, tầng sân thượng nữa là 4 tầng. Nhìn rất là đẹp luôn, ngắm nhìn cảnh ở Phú Quốc mình nhìn từ trên cao thì phải nói cực kỳ chill nha. Ở đây thì trồng rất là nhiều cây xanh hoa kiển luôn, đặc biệt là những cây xanh hoa kiển ở đây rất là tươi tốt. Phía trước mặt của chính chị và các bạn đó là hồ bơi. Bây giờ em kính mời của chính chị và các bạn mình cùng xem quang cảnh hồ bơi cùng với em vào buổi chiều này một tí nữa, để coi toàn cảnh ở khu vực Sơn Trà này như thế nào nha. Các anh chị, các bé nhỏ vào buổi chiều này thì tắm rất là đông á cô chú. Buổi chiều này tắm rất là mát luôn. Cô chú. Rất là đẹp nha, quán cà phê, bar, nhà hàng. Ở xung quanh thì được bố trí ghế dựa này kia để cho khách mình ra đây tắm và lên thư giãn ngắm cảnh luôn ha. Rất là đẹp luôn. Ở khu vực phía này thì có quầy bar ở phía hồ bơi cô chú. Cô chú anh chị và các bạn xem video em thấy hay ha, cho em xin một like nha, comment, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Bây giờ em xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào một clip tiếp theo.
Em xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn nha. Ở khu vực hồ bơi có xích đu, trồng rất là nhiều kiển luôn. Ở phía trước mặt em là đường đi lên, cô chú xe đậu ở phía đó ha. Em xin kết thúc video tại đây nha.